Thưa quý vị, ngày hội hiến máu giọt hồng đất mũi nằm trong chương trình Hành trình đỏ xuyên Việt năm 2018 vừa được tổ chức tại tỉnh Cà Mau vào sáng ngày 14 tháng 6. Có mặt và tham gia hoạt động ý nghĩa này, khán giả Huỳnh Hoàng Thám là giáo viên của trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Cà Mau đã ghi lại một số hình ảnh và chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày hội hiến máu giọt hồng đất mũi là một hoạt động thường niên của Hành trình đỏ, vận động toàn dân tham gia hiến máu cứu người. Năm nay, ngày hội diễn ra tại điểm hiến máu trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ, thành phố Cà Mau, thu hút đông đảo người dân, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tham gia. Ngày hội dự kiến tiếp nhận 800 đơn vị máu. Theo chia sẻ của khán giả Huỳnh Hoàng Thám, Cà Mau là tỉnh luôn tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động hiến máu tình nguyện. Chỉ tính trong 10 năm từ năm 2008 đến năm 2017 đã tiếp nhận được trên 60.000 đơn vị máu. Riêng tính đến năm 2017 tiếp nhận được trên 11.000 đơn vị máu, đạt 105% kế hoạch. Mặc dù số lượng máu tiếp nhận được so với các tỉnh trên toàn quốc chưa thực sự cao, song kết quả này đã góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu kịp thời phục vụ cho việc cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong tỉnh và khu vực miền Tây Nam Bộ. Riêng bản thân anh Thám, đây là lần thứ 7 anh tham gia hiến máu tình nguyện. Khi tham gia hoạt động ý nghĩa này, anh Thám luôn cảm thấy vui và tự hào vì mình đã làm một việc có ích cho xã hội. Thưa quý vị, ngày hội hiến máu giọt hồng đất mũi nằm trong chương trình Hành trình đỏ xuyên Việt năm 2018 vừa được tổ chức tại tỉnh Cà Mau vào sáng ngày 14 tháng 6. Có mặt và tham gia hoạt động ý nghĩa này, khán giả Huỳnh Hoàng Thám là giáo viên của trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, thành phố Cà Mau đã ghi lại một số hình ảnh và chia sẻ cùng chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày hội hiến máu giọt hồng đất mũi là một hoạt động thường niên của Hành trình đỏ, vận động toàn dân tham gia hiến máu cứu người. Năm nay, ngày hội diễn ra tại điểm hiến máu trường Trung học phổ thông Hồ Thị Kỷ, thành phố Cà Mau, thu hút đông đảo người dân, cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên tham gia. Ngày hội dự kiến tiếp nhận 800 đơn vị máu. Theo chia sẻ của khán giả Huỳnh Hoàng Thám, Cà Mau là tỉnh luôn tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động hiến máu tình nguyện. Chỉ tính trong 10 năm từ năm 2008 đến năm 2017 đã tiếp nhận được trên 60.000 đơn vị máu. Riêng tính đến năm 2017 tiếp nhận được trên 11.000 đơn vị máu, đạt 105% kế hoạch. Mặc dù số lượng máu tiếp nhận được so với các tỉnh trên toàn quốc chưa thực sự cao, song kết quả này đã góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu kịp thời phục vụ cho việc cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân trong tỉnh và khu vực miền Tây Nam Bộ. Riêng bản thân anh Thám, đây là lần thứ 7 anh tham gia hiến máu tình nguyện. Khi tham gia hoạt động ý nghĩa này, anh Thám luôn cảm thấy vui và tự hào vì mình đã làm một việc có ích cho xã hội.